Hội Từ Bi Phụng Sự San Jose kính mời quý bác và quý anh chị đến tham dự buổi thuyết pháp của Thầy Hằng Trường, chủ đề Pháp Tu Thần Chú Đại Bi và Pháp Tu 42 Thủ Nhãn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vào ngày thứ Ba ngày 16 tháng 5 năm 2017, 5 giờ 30 chiều đến 6 giờ 45 tối, dùng cơm chay, 7 giờ tối đến 9 giờ 30 tối, Thầy Hằng Trường giảng Pháp tại địa điểm Trung tâm Dưỡng Sinh Toàn Diện 1394 Torrey Road, Suite 215 San Jose, Cali 95122. Mọi chi tiết xin liên lạc 408-320-9299.